Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn xe lăn bốn cầu gai diện trần. Xe lăn bốn cầu gai diện trần có kích thước cao 10cm, dài 10cm, rộng 8cm và nặng 173g. Chất liệu cán là nhựa cao cấp, lăn trên lưng, bụng, đùi, tạo cảm giác dễ chịu, làm máu huyết lưu thông, thư giãn, làm mềm cơ, giãn gân cốt, làm tan mỡ bụng và có tính dương. Khi mình lăn xe lăn bốn cầu này khắp người, nó sẽ làm cho mình ấm người, làm khí huyết lưu thông toàn thân, cơ thể khoan khoái. Và nó rất thích hợp để cho chúng ta dùng trong các cơ sở massage, spa. Thì chúng ta có cái tay cầm nó rất chắc chắn như này. Và có 4 quả cầu gai, có những gai ở đây. Thì nó sẽ làm khí huyết lưu thông rất là tốt các bạn ạ. Và khi chúng ta cầm thì chúng ta có thể lăn khắp toàn thân người. Lăn dọc trên lưng và lăn dọc hai bên cột sống. Khi chúng ta lăn hai bên cột sống thì nó sẽ làm cho khí huyết hai bên cột sống lưu thông. Thì nó giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến thoái hóa đốt sống, thoát vị đệ đệm, gai đốt sống lưng, đau thần kinh tọa và đau mông, đau đùi. Mình có thể lăn toàn thân, lăn dọc qua lại lên xuống, và mình ở trên bụng thì mình có thể lăn cả lên cả xuống và lăn ngang. Và sau khi mình lăn xe lăn bốn cầu gai này xong rồi, chúng ta có thể dùng xe lăn bốn cầu láng này chúng ta lăn lại để giúp cho khách hàng của chúng ta được thư giãn thoải mái và giải tỏa stress, giảm căng cơ. Khi mà mình tác động lên các cái vùng đau ấy, thì tác dụng thứ nhất của nó sẽ làm giảm đau. Tức là nó sẽ làm khí huyết lưu thông, làm giảm đau, làm thư giãn dễ chịu. Cho nên các bạn cứ đau ở chỗ nào, các bạn dùng cái xe lăn này, các bạn lăn ở đó. Các bạn có thể lăn toàn thân. Khi mà chúng ta phải làm việc nhiều giờ để làm cho chúng ta thư giãn thoải mái, đúng là phòng các bệnh liên quan đến cơ xương khớp. Đó, thứ nhất là chúng ta giảm đau. Thứ hai là khi chúng ta lăn xe lăn bốn cầu này tại các vùng giảm béo. À, ví dụ chúng ta lăn tại vùng bụng như thế này, các bạn có thể lăn ngang như thế này, lăn ngang. Nha, hoặc là lăn chéo. Chéo nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Lăn chéo này. Đấy. Rồi, lăn chéo. Lăn chéo. Rồi, chúng ta lăn dọc khắp vùng bụng như thế này. Thì nó có tác dụng là giảm mỡ bụng rất là tốt. Giảm mỡ bụng đấy. Các bạn cứ lăn như này khoảng 10-15 phút rỗi lúc nào các bạn lăn như thế. Đó. Và một ngày các bạn có thể làm 3 lần như vậy để giảm béo. Rồi các bạn có thể lăn cái vùng vai gáy này, cổ vai gáy để chúng ta chữa đau mỏi cổ vai gáy. Lăn trên tay. Đó. Rồi các bạn dùng để lăn trên lưng này để chữa đau lưng, chữa thoát vị đệ đệm, chữa đau cột sống lưng. Rồi các bạn có thể dùng là ở lăn trên lưng như thế này. Chúng ta sẽ cho hai cái quả cầu gai này chạy ở hai bên cột sống để chữa các bệnh liên quan đến cột sống. Ví dụ thoát vị đệ đệm, thoái hóa đốt sống lưng. Đó. Chúng ta lăn khắp lưng hoặc là chúng ta lăn trên cái vùng cổ vai gáy để chữa đau mỏi cổ vai gáy, và chúng ta lăn trên cái vùng chân để chữa tê chân, tê đùi, chữa đau thần kinh tọa. Và tác dụng của nó mạnh gấp đôi so với những cái dụng cụ mà chỉ có hai quả cầu như thế này. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về xe lăn bốn cầu gai của Diệt Trần. Xe lăn bốn cầu gai này cầm rất là chắc chắn và có 4 quả cầu gai này, nó gia tăng gấp đôi hiệu quả cho chúng ta và giúp cho chúng ta đau tốt, giảm béo rất là tốt. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.